Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020. Và hôm nay thì chúng tôi có đến và bàn giao gia đình nhà bác Quý ở tại xã Tuy Lộc, Hạ Hòa một bộ bàn ghế trường kỷ gỗ lim, hàng thửa và một chiếc sập thờ mai điểu gỗ mít. Đây trước mặt đây quý vị, đây là bộ bàn ghế trường kỷ đây và chiếc sập thờ chúng tôi vừa bàn giao gia đình đây. Thì bộ sản phẩm này là bác đặt chúng tôi là hàng thông số kích thước là hơn hàng thường rất nhiều. Toàn bộ phần mặt ghế là mặt liền tấm nha quý vị nha. Bác đặt chúng tôi là mặt liền tấm gỗ mita nên là rất là khó kiếm. Bộ này bác đặt chúng tôi là gần 1 năm rồi thì chúng tôi mới kiếm được cái bộ mặt để làm cho bộ bác bộ ghế trường kỷ này. Mặt mita liền tấm nha quý vị này. Chân là chân 9 chỉ, đục tay xoắn ốc. Hàng gỗ mita cực kỳ giá trị. Hiện nay thì gỗ mita trên thị trường thì rất là hiếm do là nhu cầu khai thác quá mức, cũng như là quý vị có thể biết là cái cây mita thì nó rất là nhỏ và để chọn được một cái tấm mặt nó to như thế vậy mà gỗ đẹp như vậy thì rất là khó, phải xẻ được những cây mito ra. Nhiều khi là đi mua được cây gỗ mito nhưng mà xẻ ra thì nhiều khi mít lại còn hay bị thối hoặc là dập nết nữa, vì gỗ mít rất là hiếm, không như là những cái gỗ nhập khẩu Nam Phi. Đây còn phía bên trong này là chiếc sập thờ mai điểu gỗ mít đây. Về nếu mà quý vị về nhìn thì có thể gỗ mít là nó không thể đẹp như là những gỗ hương, gỗ gõ đỏ kia, vì là nó có hay cũng có cái mắt gỗ. Tuy nhiên thì là một số khách hàng rất thích chơi gỗ mít bởi vì là cái độ giá trị của nó cũng như là về tính chất của gỗ mít. Thì mọi người có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 806. Vâng, bác chủ nhà thì rất hài lòng với bộ sản phẩm hôm nay chúng tôi bàn giao gia đình. Hôm nay hiện tại là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020. Và hôm nay trời đang mưa. Và ánh sáng tôi quay trong nhà thì nó không được đẹp cho lắm quý vị nhé. Thì quý vị có thể xem cái video sản phẩm mộc tôi quay ở trước, thì quý vị bấm vào kênh và xem được cái video bộ bàn ghế trường kỷ của bác Quý tại Tuy Lộc. Tôi quay phần mộc rồi, xin chào mọi người.